Bộ đội đặc công nước là một trong những lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của lực lượng vũ trang quân khu 5 để tiếp tục rèn luyện cho lực lượng đặc công nước thành thạo về kỹ thuật, giỏi về chiến thuật và nâng cao sức bền thể lực. Năm nay, Bộ Tham mưu quân khu 5 đã đặt ra những yêu cầu và chỉ tiêu cao hơn trong tổ chức huấn luyện bộ đội. Bơi bí mật là nội dung khó, đòi hỏi chiến đấu viên có kỹ năng bơi lội tốt và sức bền để có thể bơi cự ly dài trong nhiều giờ dưới nước. Tại Trung đội 7 đặc công nước, từng chiến đấu viên sau khi được truyền đạt các kỹ năng cơ bản đều phải tự rèn luyện đến mức thật thành thạo các kỹ thuật bơi nâng cao, kỹ thuật hóa trang, vùi mình dưới cát. Mỗi chiến sĩ cán bộ chúng tôi phải có sức khỏe dẻo dai và bền bỉ, chịu đựng với cường độ tập luyện cao. Và khó khăn lớn nhất của bơi bí mật là phải ngâm mình hàng giờ trong nước và chịu áp suất của nước. Vì vậy, cách khắc phục của chúng tôi là mỗi chiến sĩ chúng tôi phải tự rèn luyện bản thân mình, phải luyện tập với cường độ cao để đáp ứng với nhu cầu nhiệm vụ của đơn vị đặt ra. Trước khi huấn luyện trên thực địa, bộ đội đặc công nước được thực hành thuần thục kỹ thuật cá nhân tại đơn vị. Sau đó, bộ đội được huấn luyện bơi biển, mang theo vũ khí, được xử trí nhiều tình huống để vận dụng tổng hợp các kỹ năng, rèn sức bền, sát thực tế chiến đấu. Đối với kỹ thuật bơi mặt thì để vận dụng trong các trường hợp bơi gần địch, bảo đảm được yếu tố bất ngờ, tiêu diệt được mục tiêu, bí mật an toàn. Để nâng cao hiệu quả trong huấn luyện, mỗi cán bộ của tôi phải làm tốt công tác chuẩn bị như chuẩn bị giáo án bài giảng, thông qua kế hoạch, tổ chức tập luyện đầy đủ, tỉ mỉ. Nhiệm vụ huấn luyện của lực lượng đặc công nói chung và đặc công nước nói riêng, một là phải quán triệt nghiêm mệnh lệnh, chỉ lệnh, nghị quyết của cấp trên, nghị quyết của cấp minh về nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới. Hai là phải xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể, chặt chẽ, sát với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị. Để đặc biệt tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu được phân công, lực lượng đặc công nước của quân khu 5 từng ngày huấn luyện và huấn luyện không ngừng.